Ngày 15 tháng 8, bà Trần Thị Cẩm Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu cho biết, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 14 tháng 8, người dân trên địa bàn cho hay có một em bé bị bỏ rơi, mặc áo thun trắng, sát nách, quần đùi màu xanh, tay phải của bé có đeo một lắc bạc, tay trái đeo một vòng tròn bằng lụa dâu tằm. Đồ dùng của bé gồm giỏ quần áo, một hộp sữa bột, hai bình sữa pha sẵn, một bình nước uống. Cũng trong ngày 15 tháng 8, Ủy ban Nhân dân phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước cho biết khoảng 10 giờ 30 phút ngày 14 tháng 8, người dân phát hiện một bé trai cân nặng 2,8kg bị bỏ rơi trước quán nước giải khát trên đường Sư Vạn Hạnh thuộc tổ 3 ấp Sở Nhì, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long. Lúc phát hiện, cháu bé còn nguyên trốn được bỏ trong giỏ.